xin chào bạn chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2020 hôm nay thị trường là tăng cũng khá là tốt và theo cái chia sẻ của mọi người theo cái lời hứa hôm trước thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người là trong quá trình chúng ta đầu tư vậy thì à, đầu tư cổ phiếu đó thì khi nào chúng ta mua và khi nào chúng ta bán đây là một cái câu hỏi cũng mình gặp rất là nhiều cũng có thể là không biết là các bạn là nhà đầu tư mới nhà đầu tư cũ như thế nào nhưng mà đa phần là chúng ta sẽ sẽ gặp những câu hỏi như thế này trong quá trình mình tư vấn và hỗ trợ cho mọi người thì chúng ta cứ hỏi là anh ơi cổ phiếu này em mua lời 10% chốt chưa em được 18% chốt chưa à, hay là em mua đang lỗ có lên cắt hay không có nên giữ hay không đó rồi xem em mua cổ phiếu này mà nó chưa tăng vân vân tức là đọc rất nhiều câu hỏi thì nó đại loại lại là chúng ta chỉ khi chúng ta mua vào một cái cổ phiếu rồi không biết khi nào chúng ta bán ra đó. và đôi khi là gì chúng ta không biết khi nào để mua nó nói thẳng là như vậy đầu tư cổ rồi đó. người ta bảo trong quá trình chúng ta đầu tư là gì khó nhất là chọn được cái cổ phiếu tốt chọn được cái cổ phiếu nào mà nó 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 hiệu quả để mà chúng ta mua thì cái bước đấy là bước khó nhất mà chúng ta đã làm được bước đó rồi đó. nhưng mà bây giờ tôi nói là khi quá trình chúng ta đầu tư thì đến lúc mà mua được vào được rồi thì không biết lúc nào ra à, giống như chúng ta đi vào một con đường giống như đi vào mê cung vậy chúng ta không biết lối nào chúng ta ra đó rồi chúng ta cũng không có một cái gì cái gọi là cái kỷ luật kỷ luật của chúng ta trong cái quá trình chúng ta đầu tư thì chắc chắn tôi nói rồi các bạn đầu tư mà chúng ta không biết đường nào lần kiểu là không biết khi nào mua không biết khi nào bán và không tuân thủ kỷ luật không có đặt ra cho mình những cái kỷ luật ngay từ đầu kỷ luật ngay từ đầu trước khi chúng ta đầu tư và ngay cả khi trước khi chúng ta vào lệnh cái cổ phiếu đó, đó mà các bạn không đặt ra cho mình một cái kỷ luật thì các bạn sẽ khó mà thành công được giống như chúng ta đi mà chúng ta cứ uh, mò mò mù mờ nhiều khi các bạn sẽ thấy một cái chuyện là gì nắm mãi thì nó không tăng, cho đến lúc các bạn chán quá, các bạn vừa bán xong hôm sau nó tăng, thậm chí tăng trần, đó, nó buồn cười như vậy. đó rồi thậm chí là đôi khi là gì chúng ta sẽ gặp trường hợp là à, chúng ta cũng mang hai ba con là chúng ta cân nhắc, cân đo, đong đếm đủ thứ kiểu, xong cuối cùng thôi quyết định mua vào con này, à, mua vào cổ phiếu A đến đến uh, tuần sau cái cổ phiếu A nó không tăng nó cứ nằm im hoặc là nó có có xu hướng giảm giảm. Cái con mà mình định mua mà mình lại không mua thì nó lại cứ lên. Đó, xong rồi đến hồi chờ chán chán có một hai tuần thì nó chờ con của mình mãi nó không lên trong khi con mình nghiêng yếu hôm trước nó cứ lên hoài cuối cùng bán con của mình thì có thể là bán cắt lỗ bán gì đó xong rồi nhảy sang con kia thì vừa nhảy sang con kia thì bắt đầu là nó lại đi vào cái nhịp giảm rồi thì nó lại rơi mua vào xong nó lại rơi đó, cái con mà mình vừa bán đi thì nó lại lên đó, tức là chúng ta đang bị trong cái trường hợp là cứ một phần là đứng núi này trông núi lọ một phần là chúng ta không đặt ra cho mình cái kỷ luật ngay từ đầu và không biết khi nào mua khi nào bán thì mình sẽ chia sẻ trong cái video hôm nay để chúng ta uh, nếu chúng ta có gặp ha, hoặc nếu chúng ta xác định cho mình một cái phương pháp một cái cách thức để mà chúng ta đầu tư và nếu chúng ta đặt ra rồi thì chúng ta tuân theo chúng ta sẽ hoàn toàn là, là có thể là uh, đạt được những cái thành công nhất định trong cái, cái thị trường này tất cả những gì mình chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo nó không phải là lời khuyên nên là khuyến nghị đầu tư ở đây đây là chỉ số của thị trường hôm hôm, hôm nay thì đóng cửa như vậy vậy là khá là đẹp rồi trong cái nhóm telegram ở đây thì sáng nay mình có nhận mình có nhận định kể cả video clip tối hôm qua cũng vậy đúng không ạ đó đang hướng về đỉnh cũ và khả năng là nay đóng cửa ở quanh 990 trăm chín điểm à, khả năng này sẽ đóng cửa cao và có đồng thuận của thanh khoản và dòng tiền lớn thì sẽ tích cực đó thì hôm nay thanh khoản bằng phiên ngày hôm qua và cũng có dòng tiền lớn khối ngoại vẫn vẫn mua ròng đấy là những cái yếu tố tích cực và chỉ số đang tiệm cận cái vùng đỉnh cũ trước dịch rồi như vậy là khá ổn ít nhất là cho tuần sau đó, chúng ta nhìn theo đồ thị nến tuần thì cũng khá ổn nên mình không chia sẻ nhiều về 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 về, về thị trường vì thị trường thì chúng ta xem vào tối chủ nhật mình sẽ nhận định thị trường sau đó, thì mình chia sẻ sơ bộ như thế này rồi ở đây quay trở lại với cái câu chuyện của chúng ta là gì Chúng ta mua bán một cổ phiếu như thế nào đó. Chúng ta đầu tư như thế nào cho nó hiệu quả Thì trong thị trường chúng ta thấy rồi Rất nhiều cổ phiếu đúng không ạ Gần 2.000 cổ phiếu là biết cách lựa chọn làm sao đó Như thế nào để mà chúng ta tham gia Cái việc đầu tiên, cái khó nhất vẫn là gì Lựa chọn cổ phiếu tốt Còn mình đã chia sẻ rồi Nếu mà bạn ai mà không biết cổ phiếu nào tốt Thì tốt nhất cứ chọn trong rổ VN30 mà chơi đó. Trong đó thì tất nhiên vẫn có một vài cổ phiếu là không tốt Thì chúng ta cũng nên tránh xa nó ra đó đó thì, thì thì, thì thì các bạn lưu ý như vậy tức là có nhiều bạn bảo thì tại vì tôi mới tôi là f 0 tôi chả biết chọn cổ phiếu như thế nào chẳng biết đọc báo cáo tài chính làm sao chẳng biết xem con nào tốt con nào xấu nếu vậy khó quá thì tôi nói rồi khó quá cứ chọn trong vn 30 mà chơi ha? trừ một hai ba con gì đó nó, nó không tốt lắm trong đó rồi cứ vậy mà đánh hoặc là gì là chúng ta vào chúng ta theo dõi xem cổ phiếu nào có có thanh khoản tốt đúng không ạ có thanh khoản tốt thì chúng ta có thể tham gia ví dụ như vậy đừng có chọn những cái cổ phiếu mà nó không có thanh khoản các bạn hình dung ạ tức là tôi đang tôi đang không nói về cái mua khi nào bán khi nào mà tôi nói sơ bộ về một số cái bởi vì nhiều bạn là, là nhà đầu tư mới chúng ta không biết là nên nên chọn cổ phiếu nào mua đúng không? đây ví dụ đây rổ vn30 này đó chúng ta thấy rồi gì nữa nếu đầu tiên là chúng ta không biết chọn nào chúng ta cứ múc quanh vn30 và tôi biết rất nhiều bạn là chỉ đánh những mã trong này thôi không bao giờ mua những mã ngoài này thậm chí tôi nhắn tin có những mã ngoài vn30 bảo không trước khi em vào em quyết định không chơi mã ngoài vn30 cái đấy là ok bình thường đấy là quy định của chúng ta thì chúng ta cứ làm cái thứ hai chúng ta chú ý về cái thanh khoản của nó này đó trong thị trường ví dụ những con nào nó phải thanh khoản lớn thanh khoản tốt đúng không ạ thanh khoản tức là cái khối lượng giao dịch của nó nhiều thì chúng ta sẽ đỡ bị gì đỡ bị kẹt nhiều khi tôi nói là tôi có một cái video clip hướng dẫn mọi người về chú ý về cái thanh khoản tổng thanh khoản và cái lượng chúng ta mua bán như thế nào nó không vượt bao nhiêu cái phần trăm cái thanh khoản của một phiên hay 10 phiên gì đó để chúng ta biết đường chúng ta cân chứ không phải là ví dụ nhiều khi cổ phiếu nó không có thanh khoản thậm chí thanh khoản có hai ba chục nghìn cổ phiếu phiên hay chúng ta vô chúng ta mua khoảng trăm nghìn cổ thì cuối cùng sao chúng ta bán được còn khi chúng ta bán ra được hết thì nó cũng giảm sâu lắm rồi không bao giờ có lợi nhuận ở trong đó đấy thì chúng ta chú ý nhất là chọn cổ phiếu thì khó quá thì chọn trong này không biết đọc báo cáo tài chính không biết gì thì cứ mua loanh quanh trong cái nùi này thôi rồi cũng đừng chê đừng chê mắc đừng chê rẻ gì hết trong này cũng nhiều cổ phiếu thị giá nó cũng thấp cũng nhiều cổ phiếu thị giá cao nhưng mà nhiều cổ phiếu giảm thấp đấy chúng ta lựa chọn được thứ hai chú ý thêm về thanh khoản cái thứ ba là gì không biết nữa thì chúng ta lựa chọn những cái doanh nghiệp nào mà chúng ta biết chúng ta nhìn thấy nó hàng ngày đúng không ạ ví dụ là xây nhà chúng ta mua thép của hòa phát chẳng hạn ví dụ vậy đó vật liệu mọi thứ của nó đúng không ạ hay là gì các bạn đi chợ thì ra siêu thị đi mua máy tính như mua này kia vô thế giới di động thì mua cổ phiếu đi giới di động đấy tức là gì cái gì mà chúng ta quen thuộc chúng ta hiểu chúng ta biết nó làm về cái gì chứ còn cũng đừng có nghe ai đó mua cổ phiếu của Apple mua cổ phiếu của Boeing gì nó ở Mỹ Mỹ ở đâu đó là không có đâu tôi nói mấy cái thứ mà chúng ta nhìn thấy chúng ta biết đây kể cả nhà hàng xóm của chúng ta đôi lúc chúng ta còn chưa biết nữa thì đừng có mà mơ mà đi sang trời Tây mà đầu tư ha à, chắc chắn là toàn đấy thì tôi nói là cái gì cái gì mà thân thuộc cái gì mà chúng ta biết nhất hiểu nhất đúng không giống như Warren bảo rồi thì hàng ngày chúng ta ăn nước mắm thì đi mua cổ phiếu Masan đúng không ăn mì tôm thì đi mua cổ phiếu của mì ví dụ vậy đó thì là chúng ta hiểu nhất là rõ nhất đấy các bạn nhớ nhà tiêu chí chọn đầu tiên là trong cái cục này trước thứ hai thanh khoản lớn thứ ba là trong uh, trong những thứ hàng ngày mà chúng ta hiểu nó nhất chúng ta nắm rõ nó nhất đó thì ít nhất đấy là ba cái tiêu chí đầu tiên cho chúng ta chọn đúng không ạ đấy thì chúng ta gọi là ngu ngơ không biết gì đấy thì tôi chia sẻ như vậy đó rồi khi chúng ta chọn được rồi thì cái khó nhất là khi nào mua khi nào bán đấy và cái việc mà chúng ta đặt ra kỷ luật đó, tôi chia sẻ với một cái ý này để cho này mọi người chúng ta đầu tư này khi anh chị chọn lựa chọn được một cổ phiếu nào đó rồi tôi nói ví dụ thì nha tôi nói ví dụ loanh quanh thôi những cổ phiếu nổi nổi tiếng một tí thôi chứ không phải để tất cả những gì tôi nói là ví dụ để mọi người hình dung nha thì gì nếu chúng ta chọn được cổ phiếu rồi đúng không thì phải biết khi nào nên vô khi nào nên ra đấy vô khi nào ít nhất nếu mà muốn vô chúng ta cũng phải sử dụng một vài thứ liên quan đến chỉ báo kỹ thuật tôi nói ví dụ ở đây là các cái đường đường này đường ma đúng không ma sáu và ma hai ma chín và ma hai các bạn sử dụng ma chín ma hai mươi cũng được đấy tùy các bạn các bạn sử dụng các công cụ chỉ báo kỹ thuật gì đó để nó hỗ trợ thêm cho các bạn À, chứ còn nhiều bạn giỏi quá thì sử dụng nến trơn thôi nhưng mà tôi nói đã không biết ra khi nào mua mua khi nào ra khi nào rồi thì chắc chắn phải dùng chỉ báo để hỗ trợ cho mọi người đúng không ví dụ đây hai chỉ báo này đúng không mà 9 và mươi 26 thì mà 9 cắt lên mà 26 là mua đúng không đây nó đánh dấu ích cho chúng ta này cắt lên là mua cắt xuống là bán đấy thì ví dụ các bạn xác định cái ông này rồi mua cổ phiếu này rồi, thì ngồi chờ thôi đúng không nó chưa có điểm vào hoặc là nó mua ngay đây này nó thấy nó dính dính cho nó cắt cắt vô thì mua hoặc là các bạn thấy những nhịp này ví dụ thấy nó rơi như thế này chưa biết khi nào nó lên thì chờ thôi chờ khi nào thằng này nó cắt lên thì các bạn mua ngay đây này đó thì các bạn cũng có lời rồi đúng không đây là tôi đang nói ví dụ cái đấy là cái đầu tiên cái thứ hai là gì khi các bạn không biết sử dụng chỉ báo nào các bạn bắt buộc phải đi học thôi các chỉ báo này các cái hướng dẫn trong kênh của tôi cũng có khá nhiều video clip chỉ về các bạn sử dụng các cái chỉ báo kỹ thuật này đó để mà các bạn có thể xác định được điểm vào điểm ra cho nó nó hiệu quả đúng không cái đấy là cái thứ nhất nha các bạn dùng chỉ báo nào thì theo tôi nghĩ là học và sử dụng cho nó chuyên một chỉ báo cho nó hiểu thật rõ một chỉ báo chứ đừng có một cái đồ thị một cái biểu đồ nến như thế này mở tùm lum các chỉ báo này các đường MA rồi may chi rồi Fibonacci rồi, rồi tùm lum các loại rồi RSI MACD gì tu, tu, tu lum như thế này nhìn vô nó như cái mạng nhện nữa thì chúng ta không đánh được đâu đó, các bạn chỉ sử dụng một hai cá thôi à, tào tháo bảo rồi đúng không tin thì dùng mà không tin thì không dùng mà đã dùng là phải tin thế thôi thì các bạn dùng ví dụ như tôi chẳng hạn tôi nói dùng cái này dùng chỉ báo này thì cứ thấy chờ đúng không ở loanh quanh khúc này kệ nó khi nào chờ cắt lên rồi nhảy vô đây mua mua xong bỏ đó Đấy là không biết mua khi nào đúng không? Dùng chỉ báo để nó hỗ trợ cho mình mua. Thế thôi. Đấy là lúc mua nha. Còn cái khó nhất của mọi người bây giờ tôi hay gặp nhất là không biết chốt lời khi nào. Thì tôi chia sẻ cái ý này để mọi người chúng ta trong quá trình chúng ta đầu tư chúng ta phải xác định ngay từ đầu chúng tôi là bản thân thị trường chúng ta giá nó lên rồi, nó có thể lên cao nữa, đúng không? Đang cao rồi có thể cao nữa. Và đang giảm rồi thì nó có thể giảm nữa, chưa biết khi nào nó dừng. Cho nên không có giá nào là thấp nhất và cũng chẳng có giá nào là cao nhất. Có nhiều bạn thì mình chia sẻ xong rồi bảo ôi em thấy còn đấy giá cao quá rồi không mua được nữa. Thế nó có cao cao rồi là như thế nào là cao rồi? Cao so với cái gì? Đúng không ạ? Chúng ta phải phải nói là cao so với cái gì? Đúng không? Và bản thân thị trường là thị trường kỳ vọng chúng ta mua rồi phải kỳ vọng nó lên cao hơn nữa chứ. Đó thì nhiều bạn lại bảo nó cao quá em không mua nữa. Nhưng mà nó lại cứ lên nữa. Thế thì sao? Đó rồi nhiều bạn thì cứ bảo anh ơi con này em thấy thấp lắm rồi. Thế đáy của đáy là đáy của các loại năm rồi. Thế nhảy vô múc được không? Thế mà cuối cùng nhảy vô có khi múc phải cổ phiếu lợm đúng không? đấy thì cái đấy chúng ta đừng có khái niệm mà cao quá hoặc thấp quá ở đây. đó và khi chúng ta mua vào thì chắc chắn là chúng ta phải kỳ vọng nó đi lên nữa và khi nó lên rồi chúng ta bán ra thì có người khác mua vào người ta còn có thể kỳ vọng nó lên cao hơn nữa. cái đấy là bình thường. đó vậy thì chúng ta mua khi nào bán khi nào. ngoài cái việc chúng ta <laughs> chúng ta sử dụng các cái chỉ báo kỹ thuật đúng không? về kháng cự hỗ trợ chẳng hạn. ví dụ các bạn đánh theo cái đường này đúng không? đây này cắt lên thì các bạn mua, cắt xuống các bạn bán. đó các bạn mua ở đây lên tới đây các bạn bán. thì thôi cứ giữ mà chờ đúng không nó có lên tới đây thấy nó rơi một hai cây ví dụ như rơi khúc này thì cũng kệ nó nó chưa cắt xuống mà thì chúng ta đừng có bán tức là chúng ta đã tin tưởng vào cái chỉ báo này đúng không ạ khi nào nó cắt xuống chúng ta mới bán đó thì đây nó cắt lên mua họ mua vài cây nó cắt xuống bán đây cắt xuống đây thì coi như chúng ta lỗ đúng không bình thường phải chấp nhận thôi rồi chúng ta chờ tiếp chờ tới đây nó cắt lên chúng ta mua đấy đấy là các bạn sử dụng chỉ báo kỹ thuật mua khi nào bán khi nào dùng chỉ báo kỹ thuật nha tôi đang nói về chỉ báo kỹ thuật các bạn có thể sử dụng các chỉ báo khác đấy là quyền của các bạn và tôi đang chia sẻ ở cái chỉ báo này thôi đó, các bạn sử dụng tin vào nó thì oánh theo nó còn không tin thì thôi dùng chỉ báo khác đấy thấy cắt lên đây mua tới đây chốt lời hoặc là chốt lời trên này cũng đấy là quyền của các bạn nhé họ thấy cắt xuống là bán đấy là cái đấy là dùng chỉ báo kỹ thuật nhưng có một cái quan trọng nhất là tôi muốn mọi người là xây dựng cho mình một cái tâm thế chúng ta đầu tư cái này nó mới là quan trọng à, có nhiều bạn mà tôi chia sẻ ở góc độ cá nhân là tôi vẫn hay nhắn là gì khi các bạn quyết định các bạn mua vào một cổ phiếu nào đó trước khi các bạn xuống tiền nha kể cả các bạn đầu tư bất kể một lĩnh vực nào cũng vậy thì các bạn phải có sự kỳ vọng của mình đúng không ạ các bạn có kỳ vọng của mình thì với thị trường cổ phiếu cũng vậy trước khi các bạn vào các bạn mua vào một cổ phiếu thì để các bạn phải đặt cho mình một ba cái ba cái điều các bạn nắm dùng tôi ba cái điều Điều thứ nhất, khi các bạn xuống tiền thì các bạn phải xác định trước xem là cái dòng tiền của các bạn, cái số tiền của các bạn bỏ ra nó là bao nhiêu, tiền đó là gì, tiền gì, tiền nhàn rỗi hay là à, tiền đi vay mượn hay là tiền nó chỉ trong được một tuần, hai tuần thôi, một tháng, hai tháng gì đó là phải đáo hạn vân vân. Đó các bạn phải xác định được cái dòng tiền của các bạn là tiền như thế nào. Cũng có nhiều bạn bảo Ôi, em mua vất đấy 10 năm cũng được nhưng các bạn bảo em có số tiền này trong khoảng tuần, hai tuần thôi. Đấy, thì cái đấy là cái cái thời thời gian của các bạn khác nhau. Thì như vậy trước khi các bạn vào Trước khi các bạn vào một cổ phiếu nào đó Cái việc đầu tiên các bạn phải xác định dùm tôi Là các bạn sẽ nắm giữ cổ phiếu đó trong bao lâu Các bạn nhớ dùm tôi nha Xác định cái khung thời gian có thể là một tuần Đúng không? Có thể là 10 ngày, có thể là một tháng, có thể là hai tháng, có thể là 3 tháng, có thể là 3 năm, có thể là 10 năm Đấy là quyền của các bạn và các bạn phải xác định dùm tôi Cái đầu tiên là về cái thời lượng chúng ta nắm giữ, thời gian chúng ta nắm giữ Xác định ngay từ đầu dùm tôi nha Rồi cái thứ hai Xác định thêm Nếu chúng ta mua vào rồi mà nó lỗ thì bao nhiêu phần trăm lỗ bao nhiêu phần trăm so với số tiền của chúng ta tức là cái sức chịu đựng của cái số tiền đó là bao nhiêu thì chúng ta phải cắt. Bắt buộc nha, tôi nói bắt buộc phải cắt lỗ chứ đừng có nói mà để mua làm kỷ niệm luôn là không đúng nha. Cái đấy tư duy sai hoàn toàn. Thì gì, ví dụ như có những người bảo ở ừ, lỗ 5% là cắt, có những người bảo lỗ 7% là cắt, có những người bảo lỗ 10% là cắt, có những người nói lỗ 20% hay cắt. Đấy là tùy sức chịu đựng của mỗi người. Thì các bạn đặt ra dùng tôi ngay từ đầu luôn. Đó. nhiều chuyên gia này kia người ta hướng dẫn là 7 8% gì đó là cắt, đấy là quyền của các bạn, đúng không? chúng ta cứ tính so với cái tỷ lệ lợi, lợi, nhuận và rủi ro đấy thì yếu tố đầu tiên là về thời gian nắm giữ bao nhiêu lâu cái thứ hai là gì cái mức cắt lỗ là bao nhiêu và cái quan trọng nhất cái thứ ba là mức kỳ vọng lợi nhuận của chúng ta là bao nhiêu đây tôi đang không nói về kháng cự hỗ trợ đang không nói về các cái chỉ báo kỹ thuật nữa mà tôi đang nói về cái cách thức mà chúng ta vào lệnh và chúng ta xây dựng cái kỷ luật cho mình tức là gì ví dụ các bạn bảo mua con này ví dụ các bạn có mua FPT chẳng hạn à, các bạn mua ở vùng giá đây ví dụ 46 đi à, các bạn chấp nhận là ở lỗ 5 là các bạn cắt. Lãi 10% là các bạn chốt. Đấy và thời gian nắm giữ của các bạn là 3 tháng. Tôi nói ví dụ vậy thôi nha. Các bạn trước khi các bạn vào một cổ phiếu này, các bạn xác định như vậy, ok. Rồi các bạn cần đo đong đếm thấy mọi thứ ok. Rồi tôi chấp nhận là tôi vào con FPT này. Đó, nếu lời 10% tôi sẽ chốt và nếu lỗ 5% tôi sẽ cắt. Ok. Và nắm giữ trong vòng 3 tháng. Thế thôi các bạn vào lệnh. Đúng chưa? Các bạn vào lệnh bằng 3 cái lý do đó thì các bạn sẽ thoát lệnh bằng đúng ba cái lý do đó luôn. Không nói nhiều. Các bạn hiểu không ạ? đó các bạn có thể là ừ lỗ 10 tôi mới cắt lãi ba chục tôi mới chốt đó và tôi nắm con này một năm cũng được thì khi các bạn đã xây dựng ba cái tiêu chí đó rồi thứ nhất là lãi lỗ thứ hai là thời gian thì khi các bạn mua vào rồi việc còn lại là của thị trường đúng không ạ các bạn ngồi nhìn nó làm gì cho nó khổ có nhiều bạn thì mua cổ phiếu anh ơi em mua cổ phiếu cho từ giờ đến cuối năm và trong khi mới đầu năm thôi tức là nó khoảng 8 tháng đến một năm nữa cái mua mới được có 3 ngày hai ngày gì đó cổ phiếu chưa về bảo sao em mua mãi mà nó không tăng trời đất ơi đó cái đấy là cái tâm thế của các bạn các bạn vào là nó sai ngay từ đầu rồi đúng không ạ cho nên các bạn xác định dùm tôi ở ờ, các bạn mua nắm 3 tháng đúng không lời 15 phần trăm chốt lỗ 5 phần trăm cắt Ok khi ba cái tiêu chí này tiêu chí nào đến trước thì các tiêu chí còn lại tự động hủy và cái vị thế của các bạn nó phải tự động tất toán tức là các bạn phải tự làm việc đó tôi nói ví dụ các bạn nói mua FPT đúng không ở giá hiện tại đi tôi nói ví dụ giá hiện tại luôn đi hôm nay các bạn mua giá 55 đi các bạn kỳ vọng là lãi 15 phần trăm đó nắm trong vòng 3 tháng lỗ 7% tức là tỷ lệ lợi nhuận rủi ro là 11 một Đúng không? 12. Đó. Thì gì? Ví dụ như 3 ngày sau khi cổ phiếu các bạn về, đúng không? Nó lỗ 7% theo cái target các bạn đặt ra. Các bạn đặt lệnh cắt lỗ giùm tôi. Xong. Hết. Tức là chúng ta vào sai, đúng không? Đó. Nhưng mà rồi ví dụ như các bạn vào một tuần sau về nó lãi đủ 15%, các bạn cứ chốt giùm tôi, khỏi hỏi. Đừng có hỏi là ờ anh ơi con này sắp tới kháng cự chưa, sắp tới hỗ trợ chưa, hoặc là em lãi 15% chốt chưa? Các bạn vào bằng lý do gì chỉ có chính các bạn biết thôi Đúng không ạ? À? Đó Còn không á Ví dụ các bạn cũng vào con này giá 5 năm Target là lỗ 7% Lãi 15% Mà nắm trong vòng 3 tháng Nắm từ ấn Tết chẳng hạn Mà từ ấn Tết nó vẫn cứ lình xình ở khúc 55 56 này này Nó không lãi được 15% Nó cũng chẳng lỗ 7-8% Các bạn cũng cắt luôn cho tôi Đúng không ạ? À? Bởi vì target các bạn đặt ra là 3 tháng Thì đủ 3 tháng Không tăng không giảm Hay là lãi ít lỗ ít gì đó Cắt luôn đó thì ba cái tiêu chí tôi nói rồi giống như các bạn đi mua một chiếc xe Honda chẳng hạn đúng không? Nó sẽ bảo hành cho các bạn là gì? 20.000 km hoặc 2 năm. Tức là cái tiêu chí nào đến trước thì cái điều kiện kia tự động nó sẽ đóng lại. Thì đây các bạn cũng vậy, các bạn xây dựng dùm tôi một tiêu chí, đúng không? Lãi lỗ đấy là quyền của các bạn nha, tôi nói rồi, mức có thể là lỗ 10%, lãi 20% hay là lãi 10%, lỗ 5% gì đó đấy là quyền của các bạn và thời lượng nắm giữ cũng vậy. Cái cái tiêu chí nào đến trước các bạn cứ auto thực hiện nó cho cho tôi là các bạn sẽ, 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 sẽ tuân thủ theo cái kỷ luật đó và các bạn sẽ đánh được. Thì lúc này là câu chuyện là gì? Các bạn sẽ không bao giờ phải hỏi tôi là anh ơi chốt chưa? Đúng không ạ? chưa chốt bởi vì chưa đạt cái mức kỳ vọng của các bạn đúng không còn hỏi cắt chưa nếu đã vượt cái mức cắt lỗ của các bạn đặt ra ngay từ đầu các bạn cứ cắt đi hỏi tôi làm gì nữa đúng không bởi vì các bạn phải phải biết rằng khi chúng ta đi hỏi một ai đó về cái việc mà cắt lỗ hoặc chốt lời nó sẽ cực kỳ khó đúng không ạ bởi vì sao bởi vì yêu các bạn bảo tôi anh ơi, em, em lời 15 phần mà chốt chưa mình kêu chốt đi cái nó lên nữa nếu để im thì các bạn phải lời 20 phần trăm các bạn cuối cùng quay bảo ông này suối dại tôi chốt chốt non à đúng không ạ đó rồi các bạn bỏ anh ơi cắt chưa thế mình kêu ở ờ, cắt đi cái cuối cùng các bạn cắt xong nó lại lên lại cái bảo ôi giời, ông này kêu tôi cắt ngay đấy ủa thế thì về làm sao đúng không cái câu hỏi của chúng ta chúng ta vào được thì chúng ta phải ra được chúng ta vào bằng lối nào chúng ta ra bằng lối đó đó cho nên là chúng ta cứ nhớ tôi, tôi quan điểm đầu tư của tôi với thị trường chứng khoán tôi chỉ duy nhất một điều thôi vào bằng lý do gì ra bằng lý do đó vào bằng đường nào ra bằng đường đó các bạn đi đâu cũng vậy đúng không các bạn vào một ngôi nhà vào bằng cửa nào chẳng nhẽ các bạn đi ra cửa sau vào cửa trước ra cửa sau giống như là ăn trộm đúng không? Hay vào cửa sau ra cửa trước. Đúng không? Chỉ có vấn đề gì mới mới bị như vậy thôi. Cho nên thì các bạn vào bằng cửa trước, cứ ra bằng cửa trước thôi. Đó, thì đấy là cái 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 tư duy trong cái quá trình chúng ta đầu tư là gì? Mua khi nào, bán khi nào nó chỉ đơn giản và ngắn gọn như thế thôi. Xây dựng cho tôi ba tiêu chí. Thứ nhất là thời gian chúng ta sẽ nắm giữ bao nhiêu? Nó sẽ căn cứ vào cái cái tiền của chúng ta, cái lượng tiền chúng ta nó bao nhiêu tiền, nó rảnh rỗi bao nhiêu, đúng không? Có kẹt cái gì không? Rồi xây dựng cho mình một cái cái cái, cái kỳ vọng như vậy. Rồi anh em em mua cổ phiếu nào đón Tết đó, rồi hỏi câu đấy rất rõ ràng luôn. Bây giờ mấy nửa năm thôi bảo em mua cổ phiếu nào để Tết bán. Mới mua được có 5 ngày mà thì lỗ quá có cách không? Đấy. Đúng không? Chúng ta đâu biết được. Rồi nhiều khi thấy lãi có mọi người em đã lãi 18% rồi, giờ có chốt không? Sao tôi biết được, đúng không? Đó là khi nào bán. Đấy thì chúng ta cứ xây dựng rồi. Khi nào cắt lỗ, khi nào chốt lời, xây dựng ngay từ đầu trước khi chúng ta vào mua cổ phiếu đó, đặt ra cho nó một cái kỷ lục một, uh, cái cái kỷ luật và một cái target như vậy. À, còn tôi mua con này nắm giữ trong vòng 2 tháng ví dụ vậy hoặc nắm giữ tới tết hoặc nắm giữ tới mùa đại hội cổ đông luôn hoặc nắm giữ tới khi chia cổ tức đấy ví dụ vậy các bạn có thể có quyền đặt ra mà hoặc là bảo tôi mua t 3 về lãi lỗ gì cũng chốt thế thì t 3 về thì cứ tự nhiên mà mà chiến đi nhiều ông thì bảo em mua lướt t 3 thôi nên thì khi t 3 về bảo thế thì đã chốt chưa tức là chúng ta vô kỷ luật đúng không ạ không có kỷ luật đấy thì tôi chỉ chia sẻ ngắn gọn như thế cho chúng ta hình dung một câu chuyện và sau này mỗi người trước khi chúng ta vào một cổ phiếu nào đó thì chúng ta xây dựng cho nó một cái cái lộ trình như vậy để mà chúng ta quyết thì chúng ta sẽ đặt đặt nó ra đạt được tiêu chí nào thì chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta chốt thì ấy, hôm nay 20 tháng một cho nên cách mình thì mình không không phải thầy không phải gì nhưng mà nhiều bạn cũng chúc mừng rồi này kia nhưng mà mình nói rõ là cái, cái cách của mình là gì chia sẻ thôi biết gì hiểu gì thì chia sẻ cho mọi người để chúng ta cùng đầu tư cho nó hiệu quả thôi chứ cũng không cần phải gọi là thầy bà gì cả ở đây cả đúng không ạ đó thì còn ai mà mà quan tâm để mà hỗ trợ vào trong cái nhóm mình đầu tư thì chúng ta có thể mở tài khoản theo 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 công ty VPS trong cái nhóm của bên mình đúng không ạ đây cái link hỗ trợ link mở tài khoản mình để phía dưới phần mô tả của video luôn đó, thì có một cái nhóm chung hiện tại mình cũng đang hỗ trợ nhóm này cũng cũng khá đông rồi chắc gần một nghìn người rồi đúng không ạ đó, thì cũng khá đông thì cũng cũng đang khá là hiệu quả tất nhiên là thị trường nó đang ổn thì đang tốt nhưng mà cũng có những lúc này lúc kia rồi làm sao chúng ta nói thẳng là gì quan trọng là chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả thôi xây dựng được cái danh mục xây dựng được cái kỷ luật cái target để mà chúng ta đầu tư đúng không ạ cái id giới thiệu id của nhóm thì cũng để phía dưới phần mô tả của video ha? kèm theo cái link này mọi người truy cập vào là chúng ta sẽ thấy rồi thì ngày 20 tháng 1 thì cũng chúc mọi người chúc ai mà đang làm thầy cô thì cũng có một cái ngày 20 tháng 11 thật là ý nghĩa. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.